Ok, chào cả nhà nhé. Hôm nay thì tiếp tục ngồi chém gió với các chị về cái chủ đề gọi là giám sát tác giả của nhà thầu tư vấn thiết kế. Thế thì hiện nay tức là vẫn có một số trường hợp các anh chị phải không phân biệt được giám sát tác giả và cái giám sát thi công, cho nên là các chị dùng từ nó sai và các chị đưa vào trong hợp đồng nó bị sai. Có những trường hợp tôi lấy ví dụ, tôi gặp một cái tức là một cái nhà là phố thôi, cải tạo thì cái gói MI này 90 triệu, rồi tư vấn thiết kế cái gói MI 90 triệu thì trong đó nó có 30 triệu cái tiền gọi là thiết kế, có 30 triệu thôi, nó cũng bé quá nè, rất là bé, hợp đồng rất là nhỏ. Rồi là có 60 triệu là cái tiền gọi là anh ghi là giám sát, giám sát đó nè. Thế thì chính vì sử dụng cái từ gọi là giám sát cho nên là bị gọi là bên chủ đầu tư họ, gọi là chất vấn đó nè, gọi là câu gọi là khi mà đụng chuyện với nhau thì người ta mới ngồi đem ra bàn trách vấn với nhau và đề nghị làm rõ trách nhiệm. Thì cái hợp đồng này thì anh tư vấn thiết kế anh chỉ đến công trình cả cái công trình chúng ta 4 lần thôi, tức là 4 lần trong tức là cả cái suốt thời gian mà thi công phần điện thì anh sẽ tới bằng em là anh sẽ tới 4 lần để nghiệm thu thôi. Thế thì với cái thời gian làm như vậy thì chắc chắn không thể nào gọi là giám sát được, bởi vì giám sát là chúng ta phải chịu trách nhiệm về mặt chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn vệ sinh môi trường, an toàn lao động. Thế thì chúng ta phải có mặt, nó phải thường xuyên và liên tục, phải là có mặt phải thường xuyên và liên tục. Chúng ta phải kiểm tra về năng lực nhà thầu thiết kế, nhân lực nhà thầu thiết kế, máy móc, xin lỗi, nhân lực của nhà thầu thi công, máy móc của đơn vị thi công, xem nó có đúng hợp đồng hay không, rồi là nghiệm thu vật liệu đầu vào, tiến hành các thí nghiệm vân vân các kiểu. Mà nếu chúng ta cả cái công trình mà chúng ta tới có 1 2 lần thì làm sao chúng ta làm được cái điều đó? Đó. Cho nên là khi mà chúng tôi chất vấn như vậy, tức là làm rõ cái trách nhiệm như vậy trong cái hợp đồng, thì anh nhà thầu này anh mới phản biện là anh đó là anh mọc anh giống là làm giám sát tác giả chứ không phải là giám sát thi công. Đó là câu chuyện thế nào. Thế thì nói chung đó là cái câu chuyện, nhưng mà cái mà tôi muốn đề cập trong cái nội dung video ngày hôm nay là tôi muốn là mọi người phải phân biệt được đâu là giám sát tác giả, đâu là giám sát thi công. Thì cái phạm vi công việc các anh chị xem trong cái nghị định 06 năm 2021 nó rất là rõ ràng, đó là nội dung giám sát tác giả là gì, bao nhiêu công việc, nội dung giám sát thi công là gì, bao nhiêu công việc đó. Đó là ngoài ra thì tùy theo thỏa thuận giữa chủ đầu tư với nhà thầu, thêm một số phạm vi công việc nào đó nữa thì nó sẽ thỏa thuận trong nhà thầu, còn cái trách nhiệm thì nó theo cái nghị định 06 là rất là rõ ràng và cụ thể. Các anh chị xem ở trong đó đơn gì mình biết được, phân biệt được. Và khi mà chúng ta tiến hành ký những cái hợp đồng thì chúng ta đưa cái câu từ sao cho nó chính xác, chứ không thể nào là nghĩ là tôi đang ký cái gói gọi là giám sát tác giả nhưng mà ghi cái câu là giám sát thi công đó, thế nó mới ác. Chúng ta phải phân biệt từ cái trách nhiệm cho tới từ ngữ ta đưa vào trong hợp đồng. Trong hợp đồng thì nó phải chuẩn chỉnh, có là câu nào ra câu nấy, từ ngữ phải rõ ràng rõ nghĩa, chứ không thể nào là ập ớ rồi lúc mà đụng chuyện là cái hợp đồng nó có nghiệt ngã một cái rồi khi mọi thứ gọi là không có chuyện gì xảy ra, mọi công trình diễn ra một cách ổn thỏa, ok từ đầu tới đuôi không có chuyện gì hết, nhưng mà khi nó đụng chuyện thì người ta sẽ lôi hợp đồng ra. Rồi, hợp đồng ra xét từng câu từng chữ, quy rõ trách nhiệm, làm rõ trách nhiệm đó. Cho nên trong hợp đồng phải chúng ta phải kiểm đọc, chúng ta review, những ai nào review hợp đồng thì cũng phải rất là kỹ. Là tôi thấy có nhiều nhiều cái hợp đồng là tư vấn thiết kế mà bê đâu vô cái hợp đồng là thi công nữa, thậm chí còn ghi vào là có trách nhiệm bảo hành công trình nữa. Thế nó mới nghiệt ngã, là nhiều người đưa vào những cái nội dung tư vấn thiết kế mà có bảo hành nghe nó rất là buồn cười không nào. Cho nên là
Cũng mong rằng thông qua cái video ngày hôm nay thì các anh chị làm mình tư vấn, cái này chủ yếu mất chỉ là mình tư vấn thôi. Chúng ta ví dụ như doanh nghiệp chúng ta mới thành lập, hoặc là những công ty nhỏ có đội ngũ mà nó chưa có gọi là dồi dào kinh nghiệm đó nè, chưa có kinh nghiệm lâu năm, thì chúng ta cũng phải cập nhật thông tư quy định để khi chúng ta nắm được các cái nội dung và giám sát tác giả của đơn vị tư vấn thiết kế là mình làm gì. Tức là nếu mình làm giám sát, mình làm tư vấn thiết kế thì chủ yếu là mình giám sát tác giả thôi đó, thì mình phải biết được cái phạm vi công việc đó làm những công việc gì để và phân biệt nó khác gì so với bên giám sát thi công đó nè, giám sát thi công, chứ không là chúng ta nhầm lẫn hai cái thứ này. Mà chúng ta đưa vào cái việc nhầm lẫn thì nó chỉ anh chị đưa vào câu từ trong hợp đồng, ký hợp đồng mà đưa vào con khéo thì mới mốt các anh bị thiệt chứ chả có vấn đề gì. Ok, thế thì chém gió với các anh chị câu chuyện như vậy đó nè, đỡ chi để chúng ta rút kinh nghiệm thôi. Mục đích của tôi là tức là mình trong quá trình mình làm mình thấy có một số cái trường hợp như vậy thì đỡ anh em chúng ta, anh em đồng nghiệp chúng ta có gặp phải, hoặc là mình trong trường hợp đó mình làm tư vấn thì mình cũng khi ký hợp đồng thì đúng với những cái vấn đề về giám sát tác giả thì chúng ta phải xét thật kỹ nó, tức là phải xem xét những vấn đề điều khoản của cái phạm vi công việc giám sát tác giả, nó có trách nhiệm nghĩa vụ như thế nào, câu từ như thế nào, trong đó chúng ta phải đưa làm rõ ra. Ví dụ như gói tư vấn thiết kế đó 100 triệu đi, thì cái phần giám sát tác giả nó rất là ít, vì theo quy định thì giám sát tác giả nó chiếm trong cái giá trị tư vấn thiết kế có 10%, nó không phải nhiều đâu, cho nên cái phạm vi công việc của nó rất là ít. Đó, thậm chí là có những trường hợp tôi thấy là cả cái thời gian thi công chả thấy ông tư vấn nào xuất hiện cả, chả thấy ông tư vấn nào xuống công trình ông kiểm tra ông coi. Là lâu lâu thì trao qua là lúc nào công trình đụng chuyện thì gửi email hỏi anh là cái này thế này anh có đồng ý hay không. Đó, cho nên là chúng ta phải trong hợp đồng thì chúng ta phải có những cái điều khoản liên quan đến việc giám sát tác giả làm công việc gì phải rõ ràng, để sau này chúng ta bám vào hợp đồng là chúng ta thực hiện và chúng ta mới được thanh toán. Còn có nhiều anh cả công trình chả thấy mặt anh đâu mà anh ký hợp đồng thì anh vẫn ghi là giám sát tác giả có trách nhiệm nhiệm vụ giám sát tác giả, nhưng mà cả công trình tôi chả thấy mặt anh xuất hiện lúc nào. Đó. Thì nhưng mà cuối xong là xong công trình cũng gửi giấy đề nghị thanh toán một cách rất là tỉnh bơ, cho nên là làm sao ai mà thanh toán được các anh được cái chuyện đó. Các anh không bám vào trong hợp đồng, các anh không bám vào cái trách nhiệm nghĩa vụ giám sát tác giả thì làm sao mà được thanh toán được khoảng 10% đó. Thì coi thì nói ngắn gọn các để anh em chúng ta rút kinh nghiệm đó nè, chủ yếu là rút kinh nghiệm thôi, không có vấn đề gì. Ok, cảm ơn mọi người nha. Mọi người thấy kênh của mình mà nó hữu ích thì cứ đăng ký kênh với lại và nhấn vào cái nút chuông ở bên cạnh đó. Thì chúng ta sẽ được nhận được những cái thông báo khi mà có những cái video mới nhất trên kênh. Ok, chào mọi người nha, cảm ơn mọi người rất nhiều.